Dạ 18 ngàn thôi. Bán ngon. Đây chả bầu Bình Định nha các bạn. Bây giờ mình giới thiệu các bạn là một cái ổ bánh mì đặc trưng gọi là truyền thống ở Bình Định nha mọi người. Nước sốt cà. Sốt sốt mỡ các quý vị. Chả bò Bình Định. Mà hình là chả, cái này là chả heo nha các bạn. Dưa. Ở đây có thêm chả bông nữa mọi người. Đây là hai cái hũ sả rau. Nó làm giòn nha mọi người. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay là chiều nay trời Sài Gòn mưa nha các bạn. Mưa làm giảm cái gọi là cái nền nhiệt của miền Nam lên đó quý vị. Một cơn mưa phải nói là làm đã mát luôn á. Rồi mình ghé đây để ăn bánh mì Bình Định nó cũng mua gì quý vị. Để đang giới thiệu lỡ cỡ đó thành phần của một ổ bánh mì Bình Định. Ở đây có là rượu ngò, rượu cơm quý vị. cái em đen đen như đâu quá rồi. Em ấy vui tắt lắm. Tức này cho bạn. Đây là chè cá Bình Định đúng không? Có bánh riêng không? Có. Nhiều cái. Rồi anh kia. Anh kia không rõ. Không rõ. Ok. Nói chung là quay cho các bạn cách em làm bánh mì em mọi người. Đây là một cái xe bánh mì Bình Định đặc trưng ở Sài Gòn thì có rất là nhiều cái xe bánh mì như thế này các bạn. Chỗ này là ở địa chỉ là 469 chỗ đường Phạm Văn Đồng nha mọi người. Một cái đường rất là tấp nập ở Sài Gòn. Đó. Chiều Sài Gòn trời đang mưa. Bây giờ nó mới ngưng mưa bạn, nền nhiệt nó giảm xuống rồi, rất là mát luôn. Rồi xem em trai này làm bánh mì Bình Định nè. Ngò rồi gì? Trong đó có gì vậy nó? Rau răm nè. Rau răm nữa các bạn. Chả này là chả bò hay chả heo ta? Chả heo à. Chả heo à. Một ký chả heo này bây giờ ở đây có bán nhiều ký không? Nửa ký là 85.000. À. Nửa ký là một cây nha quý vị. Cái mỡ này gọi là cái gì ta? Nước mỡ. À. Nước sốt hả? Ở đây là nước sốt cà nè các bạn. Nam ổ bánh mì truyền thống. Nam ổ bánh mì truyền thống. Nam ổ. Đơn nha. Lên đơn. À. Một ổ bánh mì truyền thống như vậy là có 18.000 à quý vị. Mà ở đây mình thấy là cái xe bánh mì này là mấy em nó bán là gọi là 24/24 các bạn, để xem là một cái ổ bánh mì truyền thống là nó gồm có những cái món gì món gì. À, đây là ông em trai Trinh truyền thống là 18.000 bao gồm chả với trứng luộc. Ủa cái này mình có bán qua app nữa hả? Dạ, có app số 10 phút này. Là logic có tên là app á. Nhưng mà app thì người ta search cái tên gì? Bánh mì Trinh, các bánh mì Bình Định. Bánh mì Trinh hả? Dạ. Yeah. Em trai này làm chuyên nghiệp rồi, làm nhanh quá theo kịp các bạn quý vị. Yeah.
bớt mới rồi. Nay hôm nay trời nắng quá này, giờ mát mưa ngã là mát ha. Dạ, mưa dễ chịu được không? Dạ. Mưa ngã mà. Nhưng mà vẫn thích nắng hơn. Dạ, nắng vừa vừa thôi. Buôn bán là dễ hơn. Đi. Ở đây mấy anh em bán bánh mì không có bánh mì heo quay nha các bạn, heo quay nó đặc trưng ở Sài Gòn quá. Đây là một bánh mì truyền thống ở Bình Định. Tốc độ quá kinh khủng, hay không kịp luôn. Thằng em đen đen hả? À cái thằng hôm trước tới gặp cái gì? Tóc pin cũng có nhiều gọi là truyền thống chính. Dạ, đời là ổ truyền thống mà. Còn tóc pin là 22 ngàn. Full tóc pin là 22 ngàn hả? Dạ, đầy đủ tất cả các thứ luôn. Còn ổ này, ổ đây là ổ truyền thống. Đặc biệt khi full tóc pin là nó có thêm chả nữa không em? Dạ, chả lùa, chả cá, trứng, thịt, chả bông. Còn ổ này ổ truyền thống chỉ có chả, trứng, chả với trứng thịt. Dạ. Cái này chính xác người ta gọi là cái gì đó? Cái này gọi là chính xác là cái gì? Sa tơ ớt. Sa tơ ớt, còn cái này? Thấy ngoài mà không biết gọi là tên gì luôn á. Gọi thêm một hỗ trợ áp anh điện của anh. Đấy. Ok chưa? Full topping luôn. 22k nha các bạn. Trời trời lớn cả đồng xuống đây. Đây anh quay em luôn anh. Quay anh à? Cái này là thịt nướng hả? Dạ. Rồi, có thịt nướng hết đây, rồi tôi không biết. Tôi đây, chạm điện. Trời ơi, quay cái này. Có anh khách vui ha. Hay ăn bánh mì Bình Định hả anh? Bình Định. Anh gốc Bình Định luôn hả? Không, em là gần Bình Định thôi, Vui hả? Không, các bạn ơi. Ôi, xỉn rồi. Bánh mì. Đây là cái này là cái bánh cuốn bao nhiêu? Một cuốn bao nhiêu em đây? Cũng 18 ngàn luôn anh. Rồi, 4 cuốn. 4 cuốn. Bánh cuốn nha các bạn. Bánh cuốn Bình Định. Dạ. Bánh. Dạ. Hai anh quét đường kìa. Còn hai khách ở ngoài đường này chút. Thơm cái gì? Em nó làm nhẹ nhàng chậm hơn cho nên là theo kịp. Lấy cái vỏ đọc cái địa chỉ cho các bạn. Đây. Hương vị đất vỏ Bình Tây Sơn Bình Định. Trên nhánh số 1 469 Vạn Đồng. Có số điện thoại các bạn, trên nhánh số 2 là đường Nguyễn Văn Khối.
bây giờ có chi nhánh số 3 này ở khu Bình Hưng Hòa các bạn, Bình Hưng Hòa, vô Bình Tân. Cái app thì có Bemin, Loship và Shopee Food. Đó là hấp dẫn luôn, đặc biệt là cái phần trứng, trứng luộc nha các bạn, bánh mì hoặc là bánh mì trứng luộc chả đặc trưng, chỉ có ở Bình Định mới có cái món trứng luộc người ta nhét vào topping của bánh mì thôi, ở các cái vùng khác thì không có nha các bạn. Em ở Tây Sơn luôn hả em? Dạ. Em ở chợ Phước Em. Ở chợ luôn hả? Chợ Phước Em. Truyền thống không? Đặc biệt hả? Đặc biệt hả? Bút tấm bình 22 ke nha các bạn. Đặc biệt có thêm mấy quả ớt, cây. Chai mổ nó ra. Cuốn, cuốn, cuốn. Cuốn, cuốn, cuốn. Mình cuốn, cuốn. Mày mà định phải có cái ớt này nó cay luôn, nó... Cái bánh cuốn cũng vậy nha quý vị. Anh quay YouTube không anh? Hả? Anh làm gì vậy? Anh quay anh chơi á. Bây giờ anh quay YouTube. Còn anh này nha. Cuộc sống văn hóa ẩm thực. Dạ. Cuộc sống văn hóa ẩm thực. Anh quay đây hoài à? Ở đây quay mấy lần rồi. Chả cá đây, cái đây là chả cá đây nha các bạn. Chả cá cho mấy bạn chiên sẵn rồi mọi người. Ở đây có bán chả nữa này, mọi người có mua chả thì ủng hộ chả ở đây cũng được, chả đặc trưng. À, có bánh cuốn nữa, bánh cuốn thì cũng 18 ngàn nha các bạn. Có một cái chả, cây chả giống vậy này. Quá bén, quá bén. Em trai làm không kịp luôn mà. Ủa mấy lần trước anh đâu thấy em đâu, mới vô không? Mới làm mấy tháng. Cái này chỉ có 2 tháng anh có ghé đây mà anh đâu thấy em đâu. 2 tháng em làm công việc. À. Đây đúng 18 em mai lấy lượng nào chị? 18 em mai lấy lượng nào chị? Full topping. Có mấy vô lâu rồi chứ không? Đấy là gì vậy chú anh? Đặc biệt để ốp nhau có điểm điểm. Được hẳn vui, thấy là làm được là giờ còn có gì đó. Trong chưa? Có ốp điểm điểm đấy, là ốp điểm không? Thì còn có ốp ở đây. Đây không kịp luôn. Nhưng mà đặc biệt là cái xe bánh mì này anh bán 24 trên 24 nha các bạn. Lúc nào cũng có bán đúng không? Hôm trước là thấy chỉ bán khoảng tới 11 giờ, nay là chơi là 24 trên 24 rồi. Mùa này bắt được không em? Đơn giản luôn, khi mà nó kết hợp lại nó kết hợp trở lại trở thành một món ăn gọi là đặc sản ở Bình Định đó quý vị. Thành phần thì rất là bình dân nhưng mà khi kết hợp là thành một đặc sản đúng không em? Không, nhưng mà chả cá đây là chả cá Bình Định là nổi tiếng miền Trung luôn quý vị. Trời mấy chữ ớt nha trời.
nhanh luôn, phải cực kỳ chính xác nữa chứ. Càng bền. Đó mọi người. Nói chung là quay cho các bạn xem cái xe bánh mì. Nói chung là rất là đặc trưng ở Bình Định. Và ở Sài Gòn thì cũng có nhiều cái xe như thế này, nhưng mà cái chỗ này là cái thương hiệu bánh mì Bình Định. Bánh mì Trinh nha các bạn. Các bạn có nhớ quê hương Bình Định và cũng có muốn khám phá cái ẩm thực Bình Định thì có thể ghé đây ăn bánh mì. Mình cũng quay ở đây cũng nhiều lần rồi. Mấy bạn ở đây bán hàng cũng dễ thương lắm mọi người. Có ship trên app rồi mà. Nhiều người họ chưa có quen cách ăn bánh mì mà có trứng đó quý vị. Chỉ có dân Bình Định mới thưởng thức được cái món đó. Để làm quen mới được. Anh có bánh để quay nắng xíu nha. Ok. Rồi ok nha mọi người. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc. Rồi hôm nay mưa rồi, mát nhẹ rồi. Tối nay mọi người sẽ ngủ rất là ngon. Mình ăn bánh mì xong mình về ngủ rất là ngon không vậy?